sáng nay ngày 1 tháng 11, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 đã tới dự. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và các đồng chí đảng viên là cán bộ chủ chốt đã nghiêm túc kiểm điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm về công tác quân sự quốc phòng, công tác xây dựng đảng đã được tập thể thống nhất, triển khai thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả. Vai trò của tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Nội bộ đoàn kết thống nhất cao, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, Ban Thường vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết kết luận của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả việc xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho lực lượng vũ trang, tổ chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ ở các cấp. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đạt được, nhất là trong việc phát huy vai trò trách nhiệm của tập thể, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, quy chế làm việc, các mặt công tác trọng yếu và các quy định của đảng. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định, năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, vai trò của các tổ chức đảng được giữ vững, nội bộ đoàn kết thống nhất, trách nhiệm của cán bộ chủ trì được phát huy, các mặt công tác trọng yếu, nhiệm vụ quan trọng được tập thể thống nhất, triển khai đồng bộ hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương của đảng, tạo chuyển biến tích cực toàn diện trên các mặt công tác, quyết tâm xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh và các tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Sáng nay ngày 1 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Dự buổi làm việc có các đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Võ Văn Cảnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện chủ đầu tư dự án và lãnh đạo sở ngành địa phương liên quan. Theo báo cáo tại cuộc họp, dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 116,5 km, chia thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa, dự án thành phần 2 đi qua tỉnh Đắk Lắk và dự án Khánh Hòa và dự án thành phần 3 đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý Dự án 6 Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk có chiều dài khoảng 34,2 km. Tính đến ngày 27 tháng 10 năm 2023, đã bàn giao mặt bằng 78,07 ha trên 317,3 ha, đạt khoảng 24,6%, tương ứng khoảng 8,55 km trên 34,2 km. Dự án thành phần 3 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, chiều dài 48,09 km. Tính đến ngày 27 tháng 10 năm 2023, dự án thành phần 3 đã bàn giao 276,46 ha trên 332,98 ha, đạt 83,03%, tương ứng với 40,06 km trên 48,09 km. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã bố trí hơn 1.359 tỷ đồng để triển khai dự án, đã giải ngân được trên 1.057 tỷ đồng. Về công tác triển khai thi công, các nhà thầu đã tập kết máy móc thiết bị đến công trường, đang triển khai thi công đường công vụ san ủi mặt bằng. Tại cuộc họp, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các sở ngành đơn vị liên quan đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và bàn giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan chủ quản và chủ đầu tư đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu triển khai dự án theo đúng kế hoạch, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ tổ chức thẩm định hồ sơ hoặc có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, huy động tối đa nguồn lực triển khai thi công đường công vụ, nền đường cao tốc và các công trình trên các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng.
Sáng nay ngày 1 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Đến dự có đồng chí Hờ Diêm Cơ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định số 2209 ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Lưu Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hờ Diêm Cơ Đó ghi nhận và đánh giá cao sự phấn đấu của đồng chí Lưu Tiến Quang trong quá trình công tác. Đồng thời đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Lưu Tiến Quang tiếp tục phát huy năng lực phẩm chất trách nhiệm đoàn kết cùng tập thể Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, không ngừng nỗ lực đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng công trình ao chống chịu biến đổi khí hậu và hỗ trợ vật tư nông nghiệp cho nông dân trên địa bàn xã E Kênh, huyện Krông Bắc. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Dự án tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, được Quỹ Khí hậu Xanh viện trợ không hoàn lại thông qua chương trình phát triển Liên Hợp Quốc. Dự án được triển khai tại 11 xã thị trấn thuộc 4 huyện, gồm Ehleu, Eka, Krông Bắc và Chư Mờ Ga. Trong thời gian từ năm 2022 đến 2026, mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua gần 2 năm thực hiện, đã có hơn 3.400 lượt người dân được tập huấn nâng cao năng lực với nội dung về quản lý đất và sinh khối, với hơn 1.000 hộ nghèo được hỗ trợ vật tư nông nghiệp thông qua phiếu đổi hàng với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành xây mới, nâng cấp 69 ao chống chịu biến đổi khí hậu. Hiện nay, dự án đang tiếp tục thực hiện các hoạt động khác như hỗ trợ thiết bị tưới, xây dựng các điểm học tập, tổ chức các hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực với các chuyên đề khác nhau. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện 760 vụ, 57 tổ chức, 778 cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên. Trong đó, khởi tố 5 vụ với 9 đối tượng, xử phạt hành chính hơn 410 vụ với tổng số tiền hơn 7,4 tỷ đồng và chuyển ban ngành xử lý hơn 330 vụ. Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm trong hoạt động quy hoạch, cấp phép quản lý khai thác sử dụng vật liệu xây dựng thông thường, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm trong hoạt động quy hoạch, cấp phép quản lý khai thác sử dụng vật liệu xây dựng thông thường, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị địa phương trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác tập kết kinh doanh khoáng sản trái phép, vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản, kiên quyết xử lý vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thường xuyên thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động quy hoạch cấp phép quản lý, khai thác sử dụng vật liệu xây dựng thông thường. Đặc biệt, chú trọng việc sử dụng khoáng sản cho các dự án giao thông trọng điểm trên các địa bàn tỉnh, không để phát sinh điểm nóng, khiếu nại, khiếu kiện phức tạp. Đồng thời tăng cường đấu tranh trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm nói chung và tội phạm vi phạm trong hoạt động quy hoạch, cấp phép quản lý khai thác sử dụng vật liệu xây dựng thông thường nói riêng, với quan điểm bảo đảm công khai, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Thưa quý vị và các bạn, xác định hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, những năm qua tỉnh Đắk Lắk đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng mạng lưới giao thông ngày một hoàn thiện. Đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột là dự án trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa trong việc hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, tuyến đường cao tốc Buôn Ma Thuột Khánh Hòa đang được triển khai xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và vùng Tây Nguyên duyên hải Nam Trung Bộ nói chung. Thì cái đặc điểm của hàng hóa chúng ta là hàng thô, cho nên là cái giá trị không cao. Nhưng mà cái khối lượng vận chuyển thì nhiều. Thế thì nếu mà chúng ta đầu tư được cái cao tốc thì sẽ giảm được cái thời gian vận chuyển và giảm được cái giá thành, từ đó nâng cao cái hiệu suất, hiệu quả cho người nông dân và coi như là cũng giảm được cái chi phí về vận hành cho công ty, cho doanh nghiệp vận tải. Cái dự án cao tốc Buôn Ma Thuột Khánh Hòa thì đây là một cái dự án mà cả đảng bộ, chính quyền
của nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung rất là phấn khởi. Và cũng sẽ từ đây nếu đầu tư hoàn thành cái đường cao tốc này thì tạo một cái động lực phát triển rất là tích cực và cho Buôn Ma Thuột rồi cho Đắk Lắk và cả các cái vùng của Tây Nguyên này. Cùng với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn cũng được đầu tư nâng cấp. Đến nay, 100% xã có đường nhựa đi đến trung tâm. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng thường xuyên bố trí kinh phí duy tu, nâng cấp, bảo dưỡng các tuyến đường chính nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân. Là trong nhiệm kỳ này, thì Trung ương cũng đã là đầu tư đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột với cái đoạn của trên Buôn Đắk Lắk là 84 km và đầu tư đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột với chiều dài khoảng 40 km và hỗ trợ cho tỉnh để đầu tư đường tỉnh lộ 1 từ cầu Buôn Ky cho đến km 49 chiều dài là 52 km. Và đối với địa phương thì dùng cái nguồn vốn địa phương để đầu tư xây dựng trong nhiệm kỳ 2021 đến 2025 là dùng cái nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 21-25 tổng số để đầu tư các tuyến đường là 7.450 tỷ. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu nhựa hóa hoặc bê tông hóa 100% tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, 75% tuyến đường xã, 100% các đường chính trong thôn buôn nội đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, bên cạnh thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới, kết cấu hạ tầng giao thông, cần những cơ chế chính sách phù hợp thu hút tối đa nguồn vốn đầu tư hạ tầng, giao thông đường bộ tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trong cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp tại Đắk Lắk nói riêng và trong cả nước nói chung, không ít các start-up doanh nghiệp đổi mới sáng tạo gặp khó khăn cản trở do bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức và các thể chế chính sách chưa hoàn thiện. Tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế chính sách trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tạo động lực cho sự phát triển bền vững là những giải pháp đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai. Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gặp không ít khó khăn khi thị trường vốn đầu tư khá ảm đạm. Điều này khiến các start-up bị hạn chế về đổi mới sáng tạo và phải chật vật để duy trì mô hình kinh doanh. Là địa phương có nhiều loại nông sản có giá trị cao như sầu riêng, mắc-ca, cà phê, nhiều start-up tại Đắk Lắk đã lựa chọn đầu tư vào nông nghiệp. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp trẻ, các sản phẩm chủ lực của địa phương cần được tạo điều kiện tốt hơn trong xây dựng mã vùng trồng và hỗ trợ xuất khẩu chính ngạch. Là những người trẻ, mình cứ có cơ hội để tận dụng những cái ưu thế của địa phương mình thì cứ các bạn, mình cũng còn khuyên các bạn là tự tin mình về, mình chọn một con đường và mình cải tiến con đường đó, tự tin làm, hành động. Lúc đầu thì với cái quá trình đầu tiên khởi nghiệp thì ai cũng vậy thôi, thì mọi người sẽ rất là vất vả trong cái vấn đề về nhân lực và vấn đề nguồn vốn. Hiện tại thì xây dựng mã vùng trồng thì hiện tại thì cái đó nó cũng đang tương đối là khó đối với cái sản phẩm mắc ca, bởi vì ngay cả sầu riêng thì đã xuất khẩu chính ngạch rồi nhưng mà vẫn còn đang vướng mắc về rất nhiều về cái vấn đề mã vùng trồng. Dạ, thì hiện tại thì công ty chỉ đang tập trung chủ yếu để phát triển về chất lượng sản phẩm. Để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hội thảo, diễn đàn nhằm tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm các giải pháp khai thác hiệu quả cơ chế chính sách hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Tại ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023 mới đây, hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi và phát triển đã thu hút đông đảo doanh nghiệp và các cơ quan chức năng tham gia. Tại đây, các sở ban ngành doanh nghiệp đã thảo luận các giải pháp gỡ khó cho các start-up, các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo ý kiến của các doanh nghiệp, ngoài việc định hình lại chính bản thân start-up thì để gỡ khó cho doanh nghiệp, việc thay đổi nhiều cơ chế chính sách là hết sức cần thiết trong quá trình huy động nguồn lực cho tăng trưởng. Đối với tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là những các doanh nghiệp mới, thì đây cũng là một môi trường để cho các bạn trẻ được thể hiện. Ngoài các cái bán hàng hay truyền thông về truyền thống thì sẽ dùng bằng các nền tảng thương mại điện tử để các bạn trẻ đưa cái doanh nghiệp của mình lên trên đó và để cung cấp sản phẩm ra ngoài thị trường rất là sâu rộng. Trong thời điểm này, các giải pháp hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được đề xuất tập trung trước mắt vào việc
hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường. Còn trong dài hạn, để doanh nghiệp phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, cần hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, hình thành và phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn dài hạn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tôi đã có gặp, đã lắng nghe, chia sẻ của những cái doanh nghiệp ở đây và đã đi thăm tận nơi cái nông trại của họ, thì thấy là các bạn trẻ ở đây rất là nhiệt huyết luôn. Và nói là làm, và có thể làm nhưng mà định hướng chưa có rõ ràng, nhưng mà vẫn làm và cũng đã tạo ra những cái hiệu quả. Thì tôi thấy với cái, đó là cái tinh thần khởi nghiệp không dễ gì có được, và tôi rất là đánh giá cao những cái doanh nghiệp ở đây. Thì nếu như chúng ta cả hệ sinh thái cùng nhau hỗ trợ thêm những điều mà các bạn đang thiếu, thì chắc chắn sẽ tạo ra những cái start-up đổi mới sáng tạo để đóng góp và làm cho tỉnh mình thì có những cái nguồn lực đổi mới sáng tạo mới hơn nữa. Với tinh thần đồng hành, chia sẻ, tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thời gian tới tiếp tục kiến nghị, nói thẳng, nói thật với chính quyền và hiến kế xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phát triển. Các cấp ngành và địa phương tiếp tục quan tâm đồng hành, nâng cao hiệu quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững trước biến động thị trường.